Yamato. Chết từ rồi, tôi đặt cung. Vâng, ới rồi. Vâng, chơi thằng lần Trung Quân, Trung Quân ơi. Chủ quân đi. Khoảng một tài khoản thôi. Bố mà bơm 2 lít cái gì? À bơm 1 lít thì mày cũng mua gói tháng đi. Mẹ, cứ để nó thế này. Bố mày độ. Mày bỏ ra để một tên nữa. Soi con đi à? Soi con mẹ em rồi. Còn mẹ em rồi nè. Thế như vậy là đại gia gò núi lại quên không soi quân rồi. Đáng lòng. Và chúng ta sẽ đến với quân ở bên này, còn bên kia là các bạn hãy chờ một chút. Gunny là người cầm Babylon, Tiểu Long là người cầm Egypt, Tom là người cầm Pan và cuối cùng Vô Thường là người cầm Yamato. Vòng bên kia là quân gì chúng ta hãy chờ sau ít phút. Vòng bên kia là Rome Baby Rome Hit à? Ôi à, chú quân. Vâng, hãy chờ một chút. À, giờ được rồi, có quân rồi. Vâng, bên kia là Rome Baby Rome Hit. Còn bên mình là Egypt Baby Iapan. Ok, như vậy là cung thắng. Vâng, lại cung. Và thế mát quá. Và một tên hơi hớ rằng mong bạn thông cảm. Vâng, anh Dũng béo, anh đọc Gmail luôn. Vâng, em bảo nãy giờ mà anh không đọc Gmail em chuyển sao? Và anh Dũng béo đọc Gmail luôn mà ngay. Em có thể chuyển. Vâng, chúng ta sẽ xem anh máy của em thủ ở đây. Phi thường ở đầu cánh. Và ông này ở đầu cánh, ông cầm Yamato. Không biết là như nào. Kèo đấu này rất là ghê. Vâng đâu, anh Dũng béo. Anh Dũng béo thì anh đọc Gmail chứ không chat. Vâng, bây giờ thanh niên được cái nhìn rất là manh động. Rất nhiều thanh niên manh động. Vâng, thanh niên xin 10M coi xem kèo, 10M coi để bạn xem đến Đâu? Vũ Hải Phong nhé. Đâu? Điên nữa, thế nhưng ông chuyển tài khoản ra sao? Đâu? Tao không thấy nhỉ? Ok, Dũng Béo 123 còng gmail.com. Dũng Béo 123 còng gmail.com đúng không núi? Cái gì? Ok, em chuyển anh Dũng Béo rồi. Rồi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại trận đấu này mà anh máy Yamato của em thủ Hoàng Phi Thượng. Một bài mà có thể khung nhà nhưng mà bằng đồ ăn thì ăn chanh màu bảy. Hơi đáng lòng nhưng mà anh vẫn sẽ đủ lên đời thôi, nhưng mà không phải một bài lên quá sớm của Vô Thường. Và chúng ta đến với Gunny. Gunny là người gắm Babylon trong trận này và nhà anh được ở đầu cánh. Bóng BM và như vậy là BA, Gunny người anh cung A. À không, cung R. Tiểu Bạch Long là người cầm Egypt và cũng là người anh cung khi mà anh được khép góc trong góc 3 giờ. Và cuối cùng là Tom. Tom sẽ chém ở đâu đây? Còn Tiểu Bạch Long và Gunny đều là người đánh cung và Tom sẽ chém ở đâu? Như là chém vào đầu cánh của Gunny.
Thế vậy là Tiểu Bạch Long, vâng Tiểu Long vâng, kẹp xăm đấy. Vâng sẽ qua nhà kẹp xăm giữa nhà mùa 1 và nhà mùa 3. Thế bây giờ nhà mùa 3 của nó. Vâng em đã, vâng em chuyển gờ coi cho anh Dũng Béo rồi, anh nhìn anh kiểm tra lại. Vâng tránh trường hợp hàng giả. Và vâng gặp nhà mùa 8. Thế như vậy là nếu có kẹp xăm thì anh vâng, nếu kẹp xăm thì anh Tiểu Long sẽ làm thế nào? Còn nếu anh Tiểu Long làm thế nào bây giờ nhỉ? Sướng thế à giời. Vâng đây rồi, gặp 18, 18 đang bò lại với quả của mình. 18 là Phương Tú. Một tám một sáu cánh này, vâng vả luôn con giò này. Hè này, vâng hè này, hè này, vâng đừng có đòi tôm. Đừng có đòi tôm, được chưa? Rất tốt. Vâng 18 chưa ăn đầy. 18 chưa ăn đầy này. Ôi trời ơi. Nhưng mà trên đời mà họ bọc kín thôi. Họ vã thẳng trong cánh không? Vã thẳng trong cánh luôn. BP à? Hay là BL thứ hai? BL2 cũng được. Vâng ruộng khá nhiều rồi, BL2 cũng ok. Vâng đen mình nghe đi. Đấy, đen 3 nghe kìa. Không nhà tôm không nghe thấy mình nói. Ông này quân gì đây? Ông này là bóng nhà của Hit Baby và Persian. Và khả năng nó sẽ là vâng cái tỷ lệ về cung đang cao hơn vâng tỷ lệ về chém. Và như vậy là màu uống sáu người cầm Babylon và là cung ở đâu ở thế lại nhầm săn kim cương nhiều quá nhiễm bằng liễu vào góc ba ba ôi đấy mùa hai có con tê ở đây thì phải có con tê phải không vâng bị dummy luôn. Vâng he dummy rất là bất ngờ. Vâng he cầm Babylon và dâng lờ và dummy luôn. Hai y rồi. Vâng Gunny đâu? Gunny sang cứu tôm ngay để tôm có thể khỏe ngoài đúng không? Vâng tôm chưa đi xe để ý ruộng tôm ơi. Tôm ơi, thôi đừng thiêu. Vâng ăn được một con y, vâng ăn được một con lạc đà và để chết hai con. Đáng thế nhở? Vâng màn hình máy khác xem nào. Đây Tiểu Long, vâng Tiểu Long khỏe và đang đẩy ra giữa nhà đầu cánh nhà đầu cánh nhà mùa 7. Thế vậy khả năng vô thường sẽ yếu. Không, nhưng mà vô thường vẫn tốt. Vâng đây rồi. Vâng khả năng trận này tươi đấy. Vâng tươi đấy khi chỉ mà vô thường đang tỏa khói. Tỏa khói chém nhà mùa 7. Vâng vô thường đang tỏa khói trận đấu này. Vâng quay về chém lửa với phụ đi. Quay về chém lửa với phụ đi cũng được. Đây là tôm. Vâng tôm thang 19 nữa. Ơi trời ơi lọt vào tôm vào trong. Vâng mình là người ăn to lớn mà mình sẽ phải ăn nhiều. Vâng ăn nhiều ăn ít không ăn đúng rồi. Vâng 5 con dân của 8 nằm xuống và bào 8 không quá đẹp. Vâng chỉ gần Gunny ra đỡ thôi. Gunny ra đỡ tôm thì tôm vẫn sẽ khỏe khi mà tôm vẫn sang những khoảnh ruộng của mình. Vâng trận này thì cánh này sẽ yêu. Úi giời ơi, úi sầu rồi. Khó bình tĩnh. Vâng bắn luôn cả cái nhà ấy được. Vâng bắn luôn cả cái nhà y ở bên ngoài cũng được. Đây là Tiểu Long. Vâng Tiểu Long đang vẩy. Vâng anh tôi vẩy. Rất bất ngờ. Nhưng mà nói chung là chỉ mang tính chất minh họa thôi. Vâng không gây được quá nhiều hiệu quả. Đây rồi. Đây rồi. Đẩy nhỏ 7 rất tươi. Thế vậy bên kia vẫn còn một nhà nữa đó. Nhà 1-5 mà chưa thấy đâu. Nhỏ 5 thì bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Mà năm 1-5 là người đánh cung. Nhưng mình không hoa thì mình có hai cung to rồi. Chúng ta đến với Gunny. Vâng đi thắng 48 cơ mà. 48 mà trên 18 nó thở cái kiểu gì đây. Vâng cho 18 thở oxy đấy. Một tên mà cung là Vilon đi kẹp với lạc đà pan. Hai con lạc đà pan thôi nhưng mà lạc đà pan đảo thì các bạn biết rồi. Vâng nó là rất là ảo. Vâng lạc đà pan đảo rất là ảo. Nó xuất khẩu hình thơ lần vang vả luôn. Chơi luôn. Vâng con lạc đà pan đảo không. Một tên bắn chết một cung là luôn. Vâng thôi bình tĩnh. Rồi được rồi, 4 nhà đang sóc siêu đều. Vâng BC không? Vâng BC thôi. Vâng BC thôi, đánh cái thế cửa trên. Thì cửa trên, cửa dưới. Có như vậy là anh vẫn đang đỡ nhà. 6 trận này he quấy tốt tất. Vâng nói là he ôm được tôm nhá. Tôm tham bao nhiêu? Như vậy tôm toàn 11 thôi. Thế vậy tôm không khỏe được. Vậy tôm bây giờ yếu hơn he rồi. He trận chém tốt quá. Và chúng ta đến với máy của vô thường. Vâng vô thường đang thủ lại nhà 1-5 đánh hỗn mã không đánh sóc đơn nghĩa là 1-5 là người Roman
Vâng, chỉ có Oman mới người đánh trọng đơn thôi chứ chả có quân nào hơi đâu đi đánh trọng đơn cả. Rồi vẫn đang chăn 17 và vẫn có quân thủ nhà, thế vẫn thủ cái này thôi. Trọng đơn nhìn đâu thôi nhưng mà giấy lắm. Vâng, cái này thì đợt trước người ta gọi là sọc giấy. Vâng, vì mỏng như tờ giấy. Vâng, mỏng anh dễ vỡ. Rồi, chém à, chém à, chém à, chém à. Vẩy ruộng, được đấy. Vâng, vô thường đang lên đồng. Đang lên đồng đến từ vô thường. Rồi, vâng, chém chết 17 và vẫn thủ được nhà. Đó chính là hình ảnh của vô thường ở trong trận thiếu này. Khá kinh ý chứ. Vâng, Thái Bình đang trở lại và lợi hại gấp đôi. Vâng, cẩn thận, dừng hỏi à, dừng hỏi, đúng rồi. Vâng, biết nhìn đi chứ. Bắt đầu quay về vẽ ruộng. Ở trận này vô thường đánh khá tốt, vâng, tăng L3. Vâng, hiếm khi bạn nhìn thấy một bài vô thường tăng L thứ 3. Hiếm lắm. Vâng, giáp 4 trước. Vâng, đối đầu với Roma giáp 4 trước cũng được. Hai chém chém nhau để giáp 4, vâng, một bên là có giáp 4, một bên là chém 4 thì giáp 4 sẽ lợi thế hơn. Vâng, không biết tại sao là như vậy. Hai một rưỡi tao về kéo qua đánh một C đó chắc là tầm 2 rưỡi là rồi. Chúng ta đến mảnh máy khác, mảnh máy của ông Gani đi. Và Gani thắng 78 à, siêu to. Vâng, ốp nhau 18 và khả năng 18 bay. Vâng, bay là đúng rồi. Vì tôm chém một cánh tốt thế cơ mà. Sáu nhà BA đang rất đều. Vâng, bản đồ. Bản đồ thử hết và ai lên giáp 4. Rồi vả thôi, vả thôi. Vâng, bắt không? Không bắt à? Tưởng bắt mới hay chứ, không bắt. Như vậy là qua lại bắt. Một tên mà không quyết đoán đến từ tôm, à, đến từ gắn đi. Đấy rồi. Màu 8 đi lỗi. Vẫn đi lỗi là chúng tôi. Màu 8 điều giờ rất hay nhưng màu 8 là chết nhiều hơn khi mà quân gắn đi được cực đông. Ở trận này mà ông không win ấy chắc chả thể nào win luôn. À từ từ. Ốp nhiều một năm nhanh, một năm là người Roman vì điểm số cực cao khả năng đang nhận đồ lên 4. Và Roman 4 thì bật ở trận đấu này đấy, không đùa đâu. Không đùa được với màu năm đâu, màu năm là người còn có khả năng lên 4. Mà không phải đấy em tôi này. Ốp, nhanh. Và lấy Tiểu Long không khỏe này, Tiểu Long không khỏe đâu. Thế chưa thắng đâu nhá. Ốp thôi. Vâng, vô thường đang ở đây. Vâng, thôi, sự quan tâm thì đưa ông mèo này thôi. Thôi ông muốn làm gì ông làm, tôi có phủ trong nhà được chưa? Ông muốn thì ông thôi vậy. Thôi hy sinh dân đi, thôi đúng rồi, hy sinh thì được. Không. Vô thường ơi. Vô thường, xin vô thường đấy. Thôi chúng ta quay trở lại với Gunny. Và Gunny phải ốp. Bằng họ sắp lên 4 đấy. Ốp thôi. Kiểu gì thế này? Vâng, rồi tuần này khả năng ốp được đấy. Vâng, lêu trở lò. Vâng, lêu trở lò nhà của màu 5. Vâng, Roma chủ yếu lên 4. Vâng, lêu trở lò, đúng rồi. Đang rồi, ra 4 chưa? Nhưng mà chưa có đầu máu. Vâng, không vấn đề gì cả. Ông 18 khó chịu vô cùng. Úi dồi, ông hè vâng 18 vâng cứ ông ra ông vào. Ông ra ông vào rất là đều. Úi dồi, thôi. À không, bên mình cũng đâu chứ. Con tôm đang cá hồi. Con tôm hồi đây, meo meo đi sai. Một trận đấu cực hay của game thủ ông nào đánh hai trận này nhỉ? Vô thường. Trận này may quá, vô thường thi đấu được. Thế mà có cửa thắng bằng tỷ